Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật ký cuộc sống của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn, đó là chè thạch ngũ sắc dầm cốt dừa quả bơ thơm ngon. Và nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay gồm có quả bơ mình đã sắt nhỏ ra rồi, sắt thật đều to một chút, đường, đậu đen, nước cốt dừa, sữa đặc. Và để món ăn của chúng ta, món chè của chúng ta có màu sắc, đủ ngũ sắc thì Huyền sẽ đã dùng màu tím của bắp cải, màu đỏ của dền, màu xanh này là của biên tảo. Mình không mua được lá dứa thì mình đã lấy tảo ra để dùng. Đây là biên tảo đây, đó, tảo Nhật Bản. Và dứa, cuối cùng là bột rau câu. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp với Huyền nhé. Tiếp theo là chúng ta chuẩn bị một cái song. Và đây là đậu đen xanh lòng mình đã rửa sạch sẽ. Và chúng ta cho đậu đen vào song. Cho hết phần đậu đen vào song. Và chúng ta cho vào đây một ít nước. Nước chỉ xăm sắp thôi nhé, chúng ta đừng cho nhiều để chúng ta lấy cái màu đen. Đó, bây giờ chúng ta bật bếp và đun. Đun sôi xong chúng ta để nhỏ lửa trong khoảng 10 phút nhé, để chúng ta lấy cái màu đen của đậu đen. Khi đậu đen đã có cho chúng ta một chút nước màu đen rồi, xong rồi bây giờ đến chúng ta lại tiếp tục. Tiếp theo chúng ta cho bắp cải tím vào. Ta cho nước vào nhé. Chúng ta để nước xăm sắp thôi để cho nó có màu tím đặc nhé. Chúng ta lấy cái màu tím của nước. Sau khi mình đã đun rau cải tím này, nó đã ra cho mình một cái màu tím rất là đẹp luôn này, các bạn này. Đấy, đẹp chưa? Bây giờ mình đổ chất lấy nước nhé, để mình cho củ dền mà mình đun tiếp. Chúng ta lại cho củ dền vào, cho củ dền vào cùng cho nước. Chúng ta sẽ đun sôi bao giờ cái nước ở trong củ dền này cái màu đỏ nó sẽ phai ra hết là được. Đây, củ dền mình đã luộc và nó đã phai hết màu ra rồi. Bây giờ mình sẽ chắt ra để lấy nước nhé, bỏ hết phần bã đi. Chúng ta đã có 4 màu rồi để làm thạch rồi. Bây giờ chúng ta còn màu vàng nữa là chúng ta làm từ quả dứa nhé, quả thơm nhé. Bây giờ Huyền sẽ cắt nhỏ quả thơm ra để chúng ta xay ra. Lát nữa món chè thạch của chúng ta có mùi dứa rất là thơm. Chúng ta cho vào đây một ít nước này. Rồi chúng ta bật máy xay. Rồi chúng ta bỏ ra để lọc lấy nước nha. Đây chúng ta đã có 5 màu sắc làm từ thiên nhiên rất là đẹp mắt. Màu xanh diệp lục của tảo, của viên tảo rất là đẹp và ăn cũng rất là uống, cũng ăn vào cũng rất là bổ dưỡng. Củ dền rồi là quả thơm, bắp cải tím và đậu đen. Bây giờ chúng ta cùng vào làm thạch nhé. Bây giờ mình cho bột rau câu vào bát nhé. Đây, chỗ này khoảng 22g bột rau câu thì mình chỉ làm khoảng 10g thôi nhé, 10 nửa chỗ này. Khoảng 10g bột rau câu thôi. Sau đó mình cho đường vào, mình trộn đều lên để cho tránh bị vón nhé. Mình cho khoảng
100g đường. Tùy theo các bạn thích ăn nhạt hay ngọt thì tùy theo nhé. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều bột rau câu với cả đường lên nhé, tránh cho bột rau câu nó bị vón. Bây giờ chúng ta sẽ chia chỗ đường này thành 5 phần nhé. Bởi vì chúng ta sẽ có 5 màu. Chúng ta sẽ chia thành 5 phần này. Mỗi màu nằm chúng ta trong một phần đường với cả một rau câu vào. Bây giờ mình sẽ pha đường và rau câu vào màu tím trước nhé. Mình làm màu tím trước này. Đó, mình xúc một phần nhé các bạn nhé. Xúc một phần này. Đó, mình hòa tan này. Chúng ta làm thạch ngũ sắc này nó sẽ cầu kỳ và mất thời gian hơn, nhưng nó sẽ đẹp và có cảm giác mà sẽ ngon hơn. Khi chúng ta ăn nó sẽ có nhiều màu sắc mà nó hấp dẫn hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho một cái xoong lên bếp để chúng ta... Đó, bây giờ chúng ta quấy luôn, quấy đều nhé. Quấy nhanh tay. Chúng ta có một màu tím rất là đẹp. Sôi lên là được. Bây giờ chúng ta chuẩn bị một khay, một âu nước đá lạnh này. Mình vừa mới làm, còn đang còn ăn đông đá này. Đó. Âu nước đá. Sau đó chúng ta cho vào một thìa dầu nhé. Một thìa dầu ăn này. Một thìa dầu ăn này để cho lúc chúng ta làm thạch nó không bị vón, nó không bị dính vào nhau. Và bây giờ mình cần có một cái lọ như này, mình cho một cái phễu vào đây và mình đổ hết cái phần nước rau câu này, thạch rau câu này mình vừa nấu xong rồi. Mình cho vào lọ. Chúng ta đậy nắp lại và chúng ta nhỏ này, chúng ta nhỏ, nhớ là nhỏ vào cái chỗ nào mà có dầu nhé, chỗ nào có dầu này chúng ta nhỏ vào này. Khóa tay từ từ, chúng ta nhỏ từ từ thôi. Đó, chúng ta cứ nhỏ từng giọt từ từ thôi. Chậm. Đó. Chúng ta có được những hạt thạch tím rất là đẹp. Hạt này hơi to. Chúng ta cứ nhỏ cả viên to viên nhỏ cũng được. Bây giờ mình lại tiếp tục làm màu đỏ nhé. Và mình cũng cho một phần rau câu và đường vào. Mình bật bếp và quấy đều. Quấy thật đều trên bếp. Khi nào nước rau câu này nó sôi là được. Chúng ta nhớ phải quấy liên tục nhé. Quấy bao giờ nước sôi thì mới được nhé.
và chúng ta lại cần có một bát nước đá nữa. Chúng ta cho 2 thìa dầu vào đây. Chúng ta làm cái này là phải có dầu ăn nhé, để cho nó có độ trong của thạch và nó sẽ không bị dính vào nhau. Bây giờ mình dò này, dò từ từ thôi. Màu đỏ đẹp quá. Cái nhỏ từ từ thôi. Đó. Viên thạch to nhỏ nó tự nhiên, không cần là phải cứ đều nhau, bởi vì đây là mình không có khuôn mà mình làm tự nhiên mà. Viên thạch màu đỏ đẹp quá. Bây giờ nó nguội hơn, nó ra những viên thạch rất đẹp. Chúng ta cứ nặn từ từ, bóp từ từ nhé. Các màu kia chúng ta cũng làm y chang như này nha các bạn. Đó, chúng ta có những viên thạch rất là đẹp. Màu xanh, màu đen và màu vàng chúng ta cũng làm y chang như này. Viên thạch viên to viên nhỏ thì nó tự nhiên hơn là mình làm đều nhau. Ví dụ như mình làm thạch mình làm trân châu ấy, thì mình sẽ nặn thì nó sẽ đều hơn. Còn đây thì mình làm như kiểu là tự nhiên. Ok. Rồi, xong. Chúng ta chú ý nhé. Mỡ mà mình ở cái dầu ăn là mình đổ luôn vào viên đá ấy. Mà nước càng lạnh thì thạch càng đẹp. Đó, rất là nhanh đông.
viên thạch của chúng ta lại nhanh đông hơn này. Mình có thể tạo từng viên to viên nhỏ tùy theo cho nó đẹp mắt. Đấy, nó đã đông nhanh. Càng nhiều đá thì càng viên thạch càng nhanh đông và càng đẹp. Khi chúng ta nhỏ xuống, chúng ta nhớ nhỏ vào những cái phần có váng dầu nhé. Thế này, phần nào có váng dầu nó mới hình thành được cái viên thạch. Là không có váng, là không có dầu là sẽ không thành viên thạch đâu. Đó. Dầu nó lạnh này. Rất là nhiều màu sắc, chúng ta có rất là nhiều cái kiểu để chúng ta thiết kế, và nó có rất là nhiều cái kiểu khuôn nữa các bạn ạ. Các bạn ơi, Huyền vừa mới hoàn thành xong món thạch rau câu ngũ sắc. Bây giờ Huyền sẽ cho ra bát nhé. Đó, quá đẹp phải không các bạn? Đẹp rực rỡ, long lanh như những viên thủy tinh này. Vô cùng là đẹp và hấp dẫn. Những ngày hè nóng bức mà chúng ta làm món chè thạch rau câu như thế này cho gia đình, mọi người và bạn bè cùng thưởng thức thì tuyệt vời, phải không nào?